em cũng có gia đình, sau đó cũng ít gặp nhau. Thì khi mà ông xã em mất thì bé em còn nhỏ, em định bỏ nghề mầm non. Tụi bay chiều tụi bay qua đây tao nấu cơm cho tụi bay ăn. Chứ tụi bay đừng có nấu nướng gì á, rồi lửa củi được không? Cái là chiều nấu nướng thì nấu cho bốn thằng ăn. Em thương ông này đó, em xác định là không bao giờ em bỏ ông, chỉ có bật ổng bỏ em chứ chắc chẳng bao giờ em bỏ ổng á. Đầu tiên là mình phải cảm ơn các bạn đã đến tham dự với chương trình. Rất là xúc động hình ảnh của người chồng sau lưng người vợ. Và có nghĩa là mình không biết nói như nào, nhưng mà các bạn đến với chương trình có nghĩa là cái tình cảm của các bạn dành cho chương trình rất là nhiều, đúng không? Đó, các bạn có thể nói lý do vì sao không? Dạ, thật sự em rất là thích chương trình này, thích Tự Thoại Con Gái luôn. Thích cái sự khuyên của anh chị. Và em cũng mong là lên chương trình này để được kể về chuyện của vợ chồng em, để cho mọi người, nhất là những cặp đang yêu nhau, nhìn thấy và tin tưởng vào tình yêu hơn. Tin tưởng là trên đời này có tình yêu, đúng không? Bạn vì sao? Bạn xem chương trình này nhiều chứ? Dạ em cũng được xem nhiều số rồi. Mà có cặp của bạn cũng bị khuyết tật giống như em á, làm động lực để cho em lên chương trình này. Phải là cái cặp vợ chồng mà có người vợ đúng không? Dạ đúng rồi, hôm nay cũng có mặt ở phim trường này luôn. Ôi chào em. Có nghĩa là các bạn có là bạn bè không? Dạ có, bọn em chơi chung với nhau một để em coi, em thấy động lực để mình lên đây để mình chia sẻ, để cho những người khuyết tật bước ra khỏi thế giới nội tâm á, để mình sống thật với tình cảm của mình hơn. Ơi, bây giờ chúng ta vào cái phần chào đầu đi ha. Dạ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Đình Tiến, làm nghề nghiệp tự do. Năm nay Tiến nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 33 tuổi. Em là Phan Xuân Vy, em 36 tuổi, em là giáo viên mầm non. Vy là em lớn hơn. Dạ dạ em lớn tuổi. Em 33 tuổi hả? Trời ơi, nhưng mà nhìn thấy không có hình ảnh, không có nét nào gọi là lớn tuổi hơn bạn này hết trơn á nha. Rồi, chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào? Có thể chia sẻ cho thằng tôi biết. Em kể cho. Em kể đi. Dạ. Em chơi với anh trai của anh này là được 13 năm rồi. Anh trai của anh này cũng bị khuyết tật luôn. Từ thời con gái em thích chơi với những bạn khuyết tật lắm. Xong rồi em cũng có gia đình, sau đó cũng ít gặp nhau. Thì khi mà ông xã em mất thì bé em còn nhỏ, em định bỏ nghề mầm non. Bé là con em á hả? Dạ con em. Là con gái hay con trai? Dạ bé em. Hello. Bữa nay con có đến. Ôi trời đất ơi. Ôi xinh quá vậy. Em mấy tuổi con, rồi? Con gì? Con tên Lâm Phan Gia An. Con 5 tuổi. 5 tuổi rồi. Gia An đang học lớp mấy nè? Con học lớp la ba. Bây giờ An ngồi nghe ba mẹ nói chuyện nha. Nói chuyện nha. Dạ. Bây giờ đang kể tiếp cái chuyện mà lúc ông xã mất. Dạ. Thì em là bỏ em định em đi ra mấy hàng ăn sáng ở Bình Dương. Rồi xong cuối cùng là đứa bạn á, nó mới nói là chị ở đây có một thân mình à, thôi chị về Long An á, có tụi em mà ở đó cũng ngay khu công nghiệp, chị buôn bán cũng được. Chứ khi mà đi lên trên đó thì mới nói tụi bay á, toàn em xin lỗi em dùng từ này là tại vì em quen rồi với mấy bạn này, em dùng từ em kêu tụi bay què không à. Đi làm về còn nấu nước nữa, rồi tụi bay chiều tụi bay qua đây tao nấu cơm cho tụi bay ăn. Chứ tụi bay đừng có nấu nướng vậy á, rồi lửa củi được không? Cái là chiều nấu nướng thì nấu cho bốn thằng ăn. Làm bảo mẫu luôn. Làm bảo mẫu luôn đúng không? Thì ba thằng nhóc kia nó cứ hay qua phụ em. Còn ổng mà về là ổng cứ ôm điện thoại á, đi làm về là ổng ở bên phòng ổng. Tới giờ nấu cơm xong á, kêu mấy đứa kêu qua kêu ổng á, thì ổng mới qua ổng ăn. Còn không kêu á là ổng cứ nằm bển á. Trong phòng em có bốn người, mấy đứa kia qua nó ăn xong nó chơi ở bển, ngồi nói chuyện với vợ em, còn em về. Con bé thì nó đạp xe, nó qua nó nói chuyện, cái thấy tội nó quá. Cái con nói với nó là về nói với mẹ đi, để cho chú làm ba con được không? Cái về nó kể sao với mẹ nó. Rồi xong mẹ nó cũng nói này nói nọ, nói chồng mới chết cũng chưa tới mãn tang được nên chưa có chấp nhận được. Rồi sau khi về
ngoài Quảng Ngãi làm đám cho ba bé xong mới vô, xong rồi bọn em mới quyết định sống chung với nhau. Nhưng mà lúc mà em nói với Gia An đó thì bé Gia An trả lời em sao? Gọi bằng chú, sau tự nhiên kêu bằng ba. Trời ơi, em cấm. Cấm em nói là con chỉ có một người ba thôi. Giờ mẹ tới với chú, tại em cũng hỏi bé là có thích không. Nếu mà thích thì mẹ mới tiếp tục, còn không thích thì thôi. Cái nó nói là nó thích chú tí, cái tự động kêu bằng ba. Vậy hả? Trời ơi, hỏi Gia An coi. Gia An, mẹ không cho gọi bằng ba mà sao con kêu vậy? Tại con muốn ba. Con muốn ba hả? Con thương ba không? Dạ không. Thương hả? Rồi con có về nhà ông bà nội chơi không? Dạ có. Ông bà nội thương con không? Dạ không. Vậy con có thương bà nội không? Dạ có. Vậy hả? Trời ơi, thương quá đi. Đáng yêu gì đâu. Nhưng mà là với ông bà nội là ba mẹ của em á, là bé nó có gần gũi không? Dạ, lần đầu tiên em dẫn vợ em về với bé về á, là tối đêm đó bé tự động kêu bà nội tối nay cho con ngủ chung với bà nội nha. Xách gối qua ngủ với bà nội luôn. Rồi sáng ra rồi em có hỏi ba mẹ em cái cảm giác của ba mẹ em với bé Gia An không? Ba anh Tiến thì mất rồi. Ba mẹ. À vậy đó hả? Còn mẹ thì mẹ nói sao? Thì mẹ thương lắm. Thôi vậy cũng mừng quá thiệt tình luôn á. Con chúc mừng đó. Mối tình đẹp á. Nghe nè, rồi bao lâu thì tụi em mới là tiến tới hôn nhân? Dạ, tụi em mới tổ chức hôm tháng 7 vừa rồi. À vậy đó hả? Vậy từ cái thời điểm đó cho tới bây giờ thì có khó khăn gì không? Có những thời điểm vợ chồng em khổ lắm. Tại vì hồi trước ba bé mất á, thì có để lại một ít cái bảo hiểm. Thì trong cái bảo hiểm có một số tiền. Thì em có nói với ông xã em là mình không có sống vô số tiền đó được. Để mua một cái gì đó cho con. Để sau này mà con nó lớn lên nó vẫn còn có cái để lại của ba nó. Thì vợ chồng mới xác định là đi mua miếng đất. Thì khi mà mua xong rồi, đến hồi con em bệnh á, bác cũng được. Thì con em đợt đó bác sĩ chỉ định mổ, là bắt đầu từ lúc đó là em thương ông này đó. Em xác định là không bao giờ em bỏ ông, chỉ có bật ổng bỏ em chứ chắc chẳng bao giờ em bỏ ổng á. Là ổng âm thầm ông nói gì với em, ông gọi điện về cho mẹ với nhà là với nhà mẹ có phân cho ba đứa con trai ba lô đất. Thì ổng gọi điện về cho mẹ nói là giờ con bé bị bệnh vậy đó, ổng xin là cho ổng bán miếng đất, mà ổng gọi điện cho cái anh kế bên nhà là bán cho anh đó mắc rẻ gì cũng bán hết đó để lấy tiền lên mổ cho con em. Xong rồi anh đó đồng ý mua rồi, anh mới nói với em là chuẩn bị đi về quê lấy tiền lên để mà làm cho con bé. Thì em nói là không, chuyện đó để từ từ, tại vì bây giờ chưa phải là thời điểm để mổ đâu, em cũng tư vấn bạn bè rồi chưa nên. Cái ông nói là không, ông quyết định rồi, giờ bác sĩ chỉ định thì cứ làm đi. Thì em nói là không, đất cứ để đó đi, chưa mà, cần thiết. Mà ảnh bị cái gì? Nó bị nhẹ em chị, mà ảnh cứ làm quá. Là bác sĩ thì nói là do nó bị amidan mà. Nhưng mà em tư vấn bạn bè em thì bạn bè em nói là chưa cần thiết, để cho bé lớn lớn một tí rồi. Bây giờ cái quan trọng là mình giữ ấm cho con thôi. Sau cái sự việc đó thì em biết là mình chọn đúng người cha cho con rồi. Tụi em yêu nhau như vậy vừa có bao nhiêu khó khăn vậy, rồi cưới nhau rồi có thấy tật xấu của nhau không hay là đó, cái gì cũng tốt hết? Đó, cười kìa, mong muốn thay đổi luôn. Mong muốn đi, mong muốn vợ thay đổi gì nè? Bớt ghen lại, bớt giận hờn vu vơ lại đi. Còn vu vơ giận hờn vu vơ hả? Dạ, ông nóng tính lắm. Và cách dạy con của hai vợ chồng á nó hơi khác nhau. Em quan điểm của em là vì ba bé mất một lần rồi, bây giờ dù em với anh Tiến có bù đắp cỡ gì đi chăng nữa thì bé Gia An của em nó cũng là một đứa trẻ thiệt thòi so với cùng lứa tuổi rồi. Thì em mới nói là chắc gì mình sống đời, lỡ mình có chuyện gì giống ba nó thì sao, nên bây giờ cứ để cho nó tự lập. Nhưng mà anh thì anh lại bao bọc theo con, kiểu là ôm vào lòng. Anh cứ sợ là con làm việc đó không được, con làm việc đó không xong, con như thế này, con ốm, con... Em nói là đừng quan trọng chuyện mập ốm, chỉ quan trọng chuyện là không có mình con vẫn tồn tại được. Bé Gia An ơi, bé Gia An ơi, à, dạ. Sao con khóc vậy? Sao con khóc? Sao vậy? Con nói đi, con nói đi, con lên đây nè. Sao em khóc vậy? Em nói bác nghe coi, sao em khóc? Sao? Mẹ con nói con muốn khóc. Con nhìn mẹ con thương hả? Đúng không? Bác Vân thấy như vậy nè, Gia An 5 tuổi rồi, một năm sau là Gia An vô lớp 1 rồi đó. Lớp 1 rồi. Ừ, mà như vậy khi mà con vô lớp 1 rồi đó ha, là con đi học, là lúc đó là con phải tự đánh răng, tự rửa mặt, lúc ăn cơm là phải tự đút nè, đúng không?
Tức là tất cả các bạn đều như vậy hết. Mà nếu mình mà không tập trước ở nhà là mình sẽ bị thua các bạn. Ăn thua. Hiểu không? Cho nên là bác Vân thấy như vậy nè. Ba và mẹ chỉ là người sáng dậy là gọi Gia An dậy sớm và đứng để nhìn coi con làm việc như thế nào, con tự mặc áo sao, con tự đánh răng rửa mặt sao, con tự tắm sao thôi, đúng không? Dạ. Chứ còn hả, bây giờ mình lớn rồi mà mình cứ để ba mẹ tắm cho mình hoặc là lo cho mình đút cơm cho mình vậy thì mai mốt mình đi học mình bị thua các bạn. Dạ. Đúng không? Đúng không? Dạ. Đúng không? Đó, rồi bác Vân hỏi nữa nè. Con có muốn mẹ có em bé không? Dạ muốn. Vậy là từ bây giờ đổ đi là Giang phải tự làm. Để chi biết không? Mai mốt mẹ mà có em bé, Giang phụ mẹ, chăm em bé giùm cho mẹ. Đúng không? Lúc là con bảo vệ cho em. Đúng không? Trời ơi thương. Giang có muốn nói gì với ba không? Nói gì? Nói đi, nói ra ôm ba nói. Ra ôm ba. Con yêu ba. Ôi sợ mẹ buồn không kìa, mẹ ganh kìa Giang, mẹ ganh kìa, mẹ ganh kìa, trời đất ơi. Thương quá trời luôn à, ôm lắm á. Chị thấy như vậy nè, cái suy nghĩ của vợ em là đúng. Tại vì chị có con gái, chị biết. Bây giờ bé nó 10 tuổi nhưng mà từ lúc mà cháu vô lớp 1 á, là nó đã tự nó set up luôn quần áo của nó không cho mình đụng vô luôn á. Nó đi học hoặc đi chơi nó mặc đồ gì là nó đó. Mặc theo cái ý của nó. Thì chị nghĩ như vậy nè, em nên theo cái cách của vợ em là hay nhất. Dạ, em sẽ cố gắng thay đổi. Cố gắng đi, cố gắng đi nha. Em cũng muốn ảnh thay đổi nữa chị. Em thay đổi gì? Em muốn ảnh có một cái định hướng nghề nghiệp á. Có nghĩa là công việc bây giờ của ảnh thì không ổn định. Ảnh là vẽ rất là đẹp. Hoặc là công việc về nhà thuốc á thì nó cũng phù hợp với ảnh nữa. Ảnh không chịu học nữa. Nhưng mà giờ chị hỏi em nè, hiện giờ cái nguồn thu nhập của em á là nó là do những công việc tự do của em. Dạ, chủ yếu là em mua đất, mua đi bán lại. Mua đi bán lại đúng không? Dạ. Thì chị nghĩ như vậy nè, cái thời điểm này á, chồng em đang làm được cái điều mà anh ấy đang làm để anh ấy đem về thu nhập cho em, thì em tạm thời cứ để ảnh làm như vậy đi. Không, để chị nói cho nghe. Ảnh làm như vậy và ảnh cảm thấy tự tin với cái việc mà ảnh đang làm. Thực ra những cái gì mà chồng em làm được á, là thực ra có những người bình thường lành lặn cũng không làm được đâu. Thành ra chị nghĩ rằng á, là em cứ tin vào chồng em đi. Chị chắc chắn anh sẽ làm được, bởi vì tụi em từ hai bàn tay trắng bán hết tất cả mọi thứ mà bây giờ tụi em có hết tất cả mọi thứ rồi. Thì em phải tin là chồng em sẽ làm được, mà bản thân chị cũng vậy. Chị chắc chắn là tự tin em làm bất cứ việc gì thì em sẽ thành công trong việc đó. Dạ. Cảm ơn lời khuyên. Xin cảm ơn các bạn. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Ngô Hoàng Đại Long, 30 tuổi, là nghiên cứu viên. Đó. Ngô Hoàng Đại Long, tôi là Ngô Đặng Hồng Vân. Vậy là tụi mình trùng nhánh, trùng chi gì đó. Tôi là Tô Hòa Thuận. Xin chào anh Rồng Lớn. Còn em? Em tên là Trần Thị Phương Yến, dạ năm nay 27 tuổi. Em là nhân viên dược. Một người là một con chim yến, một người là một con rồng. Thế thì chuyện tình giữa con chim yến và con rồng như thế nào? Dạ, để em kể. Lúc đó là em bị thất tình. Em gái của em giới thiệu em là có một cái cô bạn cũng rất là đẹp, cũng đang thất tình. Thôi thì anh hai làm quen thử với cô ấy đi. Rồi sau đó cô này thì cũng nhắn tin hỏi thăm, rồi mình cũng nhắn tin qua lại. Rồi cái quyết định đi đến gặp cô ấy coi như thế nào. Và ngay lần đầu tiên gặp cô ấy thì em chỉ nói có một câu, mà câu đó đi theo suốt đời với em. Câu gì? Dạ, em nói là một ngày nào đó anh sẽ che chở và lo cho em suốt đời. Dạ. Rất là ngôn tình. Nói chuyện rất là rồng lớn. Che chở đúng không? Đúng không? Một cái người mà ta cầm chịch lớn ta mới dám nói điều đó chứ. Rồi, thế thì con chim yến nghe câu đó xong cái phản ứng của em như thế nào? Lúc mà gặp anh này nè, anh này cũng tâm lý. Nên em cũng siêu lòng. Rồi, đến khi nào thì mới siêu luôn? Khoảng một năm sau. Điều gì ở Yến mà khiến em phải nói một cái câu mà gọi là chở che? Thật ra thì ngay lần đầu lập nhau thì thấy cô ấy rất là trắng trẻo, xinh đẹp, cao ráo mà lại cùng quê nữa. Thì cái đó là một trong những cái điểm mà em thấy là em quý mến và em nói bộc phát từ từ trong cái tấm lòng của mình.
Và khi yêu nhau thì có cái gì khó khăn không? Có khó khăn không? Tình yêu của bạn rất là nhiều ạ. Tại sao khó khăn? Bên vợ em lúc bây giờ, tức là mấy bà chị á, là không có chấp nhận em, tại vì ông trai mà đen nè, xấu nè, lại chưa có cái sự nghiệp gì nữa mà đã tốt nghiệp đại học rồi. Nên mấy chị nói là này không có chắc chắn, cũng thấy hơi buồn, hơi chạnh lòng. Là phía bên nhà vợ. Thế còn nhà em có đồng ý vợ em không? Hỏi Yến nè. Dạ, lúc đó anh đang học thạc sĩ, ba chồng mới nói là thôi đợi anh Long học xong thạc sĩ rồi mới tính chuyện đám cưới. Coi như lúc đó ba chưa chịu đó, nhưng mà vợ không chịu, ba mẹ em không ai chịu. Coi như là hai bên không ai chịu ai. Rồi làm sao làm đám cưới? Dạ thì mẹ của vợ em nói với mấy chị là củi tre thì dễ nấu mà chồng xấu thì dễ xài. Cho nên là mẹ đồng ý chấp nhận con quen, nhưng mà con phải nói với gia đình là bỏ cao vậy đó. Thì nhưng mà ba em thì hơi căng. Cho nên là không biết sao cái mới đi với một bạn, nó quen với một cái bạn, mà cái bạn đó thì đã một đời chồng rồi, mà hai người đó cũng yêu nhau cũng mãnh liệt nữa. Cái lúc đó em nói mình sát bên gì không, mình giữ không được. Thì mình rất là dở. Cho nên là đêm đó là em về viết một bức thư, viết kể dài rất là nhiều trang giấy, rồi hứa, rồi cam kết, rồi này kia. Thì ba mẹ hai bên bác cam kết 6 tháng sau mới được phép cưới. Ừ, thôi gì cũng vui, cũng coi như là mình đạt được cái mong muốn của mình rồi. Nhưng mà bây giờ thì cha mẹ hai bên đã vui vẻ hết tất cả với con dâu, với chàng rể rồi đúng không? Dạ, còn bây giờ ổn hết. Thôi, bây giờ là đã xong rồi, còn lại là hai đứa thôi. Dạ. Là sau hôn nhân nè, vợ cái thấy thương chồng không? Coi như là chồng vì quá yêu mình á, vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn để đến được với mình á. Thì chắc chắn là sau khi lấy nhau rồi chắc là anh không có cái điều gì mà để em phải giống như cái câu đầu tiên anh gặp em anh nói đó là nghe là anh sẽ có đúng là che chở không? Dạ, anh cũng có nhiều tật xấu lắm anh. Hả? Bây giờ mình kể tật xấu đi em. Kể cho ông cười lại coi. Hả? Dạ, anh không biết sửa điện nước, nhà ống nước hay là bóng đèn hư cái để đó vậy. Ủa sao em nói anh vậy? Đâu phải ông nào biết làm mấy đó đâu. Không biết nè, anh đâu biết nè. Coi như không biết làm cơ khí nè. Dạ. Rồi gì nữa nè. Dạ, lúc mới cưới về á, ảnh ham vui lắm. Ảnh đi chơi mà ảnh nói dối em. Bữa đó là hôm mấy Tết á, trưa em nghỉ trưa ăn tiếng á, em định là chạy nhà ăn cơm với ảnh cho ảnh vui, để ở nhà mình buồn. Chạy về nhà thấy đi đâu mất tiêu rồi. Mà gọi điện á, hỏi anh đang đâu vậy? Tôi đang ở nhà nè. Xong cái tắt máy luôn. Cái là nói dối. Nói dối. À, chồng em á là một người như đúng cái từ của người đã hy sinh để có được cái gia đình như thế này, thì chắc có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ giữ một cái gì bí mật của riêng mình, đúng không? Dạ không có. Lúc hai đứa dọn về ở chung á thì ảnh có đem theo một cái rương. Ảnh dặn với em á là cái này á đồ riêng của anh, em đừng có mở nha. Em á, tật em thì tò mò, ảnh đi làm không ở nhà, cái em ở nhà em phui ra. Rồi bí mật trong đó là gì? Ở trong đó có hình bạn gái cũ nè, thư nè. Nói chung là không phải một cô đâu mà nhiều cô lắm. Ây chà, rồi sao? Dạ em tức lắm. Ông dặn em là đừng có mở rồi, không lẽ giờ mình nói mình mở ra mình thấy đó cũng kỳ. Cái mà tức quá ngủ không được. Xong cái nửa đêm 11 giờ em kêu anh dậy mở gương ra, bắt rồi lấy hình lấy thư rồi đem đốt hết. Còn có giận không? Dạ đốt xong hết giận. Vậy lúc đó là chồng cũng phải nghe theo để mở rương đúng không? Nghe nhưng mà buồn lắm anh, tại vì cái tính của em nó có một cái rất là lạ, đó là em thích có gì đó nó bí mật, nó có gì đó giống như một sự riêng tư của một người đàn ông vậy. Em không thích bị tổn thương, nhưng mà lúc đó tại thương vợ quá cho nên là hy sinh luôn, nhưng mà tiếc lắm, tại vì có những cái thư mà từ thời tiểu học em còn giữ lại, tại vì cái đó là một cái kỷ niệm mà phải nói là ngay cả thời đại bây giờ đâu có ai còn sử dụng thư nữa đâu. Bây giờ tiếc vậy. Em đừng có nói cái rương là cái rương bí mật, hiểu không? Tại vì em đã nói cái rương bí mật thì bà này bà biết rồi, mà em không đốt thì bây giờ bên này bị tổn thương nặng hơn, đúng không? Ở kia tao nói nè, em ơi cái rương đó mở cho cô đi. Mở đi, bảo đảm bảo mở. Rồi, còn gì nữa không? Dạ hết. Để lòng. Con rồng kể tội con chim nè. Vợ em tính khí nó hơi thất thường. Tức là ví dụ như sao? Nóng cái gì là nóng dữ lắm, nóng luôn, nóng giống như là đổ xăng đổ lửa vô vậy, nóng là nóng bất chấp luôn á, không có kiềm chế được cái cảm xúc được. Dạ, nhiều khi em cũng sợ lắm, sợ gây ra nguy hiểm. Với hai nữa là em không thích cằn nhằn, ví dụ như em có cái tật là như vậy nè, em ở trong nhà vệ sinh là em đọc sách, ngồi riêng tư cũng đọc sách, thì đừng gõ được can thiệp vô, tại vì em là dân nghiên cứu mà, cho nên là em có những cái nhiều người ngồi hơn. Mình khi ngồi trong cái chỗ đó mình feel lắm á. Em như vậy đó, cái gõ cao hoài xong cái tới chừng ra sao cái nhằn nghe em mệt quá. Em muốn bà vô đây mà đứng với tôi luôn nè. Em mong muốn Yến thay đổi gì? Phải bình tĩnh lại. Để kinh nghiệm em xương máu là em lấy được vợ em là em cũng thấy là do em bình tĩnh cả.
cho nên là cái bình tĩnh là phải giải quyết được hết. Cái thứ hai nữa là cái tương lai nó rất là dài, cho nên là nếu mà xác định được mục tiêu nào là phải đi đến tới đích, chứ đừng bỏ ngang giữa chừng. Chứ em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn Yến? Dạ, em mong muốn anh là lo cho gia đình nhiều hơn, quan tâm tới công việc nhà nhiều hơn xíu nữa. Vậy là em vui rồi. Chị muốn hỏi là lý do gì mà em không kềm được cảm xúc vậy Yến? Dạ, tính em hồi đó giờ vậy á chị. Từ hồi nhỏ luôn á hả? Dạ. Cái cơn mà dữ nhất của em mà lúc không kềm chế được cảm xúc là em làm cái gì? Cãi nhau với ảnh á, em đập điện thoại xong rồi em dắt xe em đi. Dạ. Là cái cơn đó là nóng nhất đó hả? Dạ, có mấy lần đập điện thoại xong rồi định ly dị đồ luôn á. Vậy dạ, đó hả? Phóng dạ, xe đi xe dạ, máy à? Dạ. Rồi những lúc đó nguy hiểm lắm á. Ừ. Ủa Yến là có con chưa? Dạ có rồi, con gần 2 tuổi rưỡi rồi. 2 tuổi rưỡi rồi. Dạ. Mà con gái hay con trai? Con gái ạ. Con gái. Đó, thì chị mới nói là chồng em á nói đúng á, có nghĩa là mình bình tĩnh, mình sẽ làm được rất nhiều việc, nhất là mình là phụ nữ nữa. Thực ra thì phụ nữ á, thì luôn luôn phải là một cái bát nước để mà ví dụ như nhà mình mà có cái chuyện gì đó thì mình sẽ là cái người mà tưới cho cái ngọn lửa đó nó bớt nóng đi. Thì theo chị thì em nên tập lần lần. Lúc đó em giận chồng đúng không? Đừng thèm nghĩ tới chồng, nghĩ tới con, kềm hãm bớt lại. Thứ nhất là mình giữ bản thân mình. Nhiều khi em đi ra đường, nhiều khi ngay lúc đó em chưa kềm được, em bước chân ra đường lỡ có chuyện gì thì sao, đúng không? Rồi ví dụ đi, rồi mình đập đồ đập đạc đi, mình nói ví dụ lỡ đi, đập bậy cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà lỡ mà cái tô đó mà nó văng vô cái tivi rồi lỗ nữa. Đúng không? Chị nói ví dụ thôi. Ảnh hưởng cho mình là trước hết đã, đúng không? Thì theo chị thì Yến kềm bớt cái đó giống như cái sự mong muốn của chồng em. Đó, còn riêng với chồng á thì chị thấy vậy nè, em giữ cái riêng tư cho bản thân em, điều đó là đúng, nhưng chị nghĩ đó chỉ là công việc thôi. Còn với cái tình cảm á, nhất là những cái gì đã qua rồi quá khứ, em quên hết đi. Em đừng có giữ lại nữa, bởi vì nó không mang lại một cái điều gì tốt đẹp cho cái mà em đang có hết trơn á. Cho dù đó là kỷ niệm đẹp mấy đi chăng nữa, quên hết đi. Cái hiện tại mới là cái của em. Hiện tại và tương lai em phải biết giữ. Đó nha. Còn nếu mà anh ấy yêu cầu một cái gì đó riêng tư về công việc thì mình đồng ý liền. Nhưng mà tình cảm không có riêng tư được trong chuyện này. Đó, quan điểm rõ ràng rành mạch là như vậy. Nếu mà anh muốn tôi bớt nóng bớt khùng, anh quên những cái chuyện quá khứ tình cảm vớ vẩn của anh đi. Ha, đúng không cưng? Đó, rồi vậy thôi. Khúc mắc là chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi, cảm ơn Long Mỹ. Dạ, cảm ơn anh rồi, chúc hai bạn luôn hạnh phúc. Cảm ơn rồng lớn với chim nhỏ. Xin chào. Nam thanh nữ tú ha. Chào hai em. Can you speak Vietnamese? Chúc chúc. À, 10 thì nói được bao nhiêu? Tôi tên là German. À, rồi, mời bạn giới thiệu về mình. My name is German, but you can call me Tôi tên là Đức. Đức. My Vietnamese name. Where you from? Where you from? I from Nga. Russia. From Nga. Russian. Oh, Russian. Yes. What's your job? My job now I'm model in Vietnam, but before I worked in tourism. A guide, history guide. Oh, tourist guide. For Russian people, I give history Vietnam in excursion. Ảnh là hướng dẫn du lịch ở Việt Nam được cũng được 4 năm rồi. Dạ, ảnh rất là rành về lịch sử Việt Nam luôn. Rất là ngưỡng mộ. Có nghe nói là ảnh là người mẫu nữa. Dạ, ảnh đang làm người mẫu chung với em. Người mẫu tự do. Ủa Đức ơi, Đức là người Nga, sao Đức không lấy tên là Nga mà lấy tên là Đức? Germany, no, just name. Tại vì ảnh tên là German mà German dịch ra là Đức. How old are you? Đức. I am 26 years old. Not 16. 26. Oh, 26. Dạ, 26 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. 26 tuổi. 26. Chắc lẽ là bị nhầm 16 tuổi hoài. Dạ, đúng rồi. Tại vì mọi người cứ nghĩ là ảnh còn trẻ hơn em. Nhìn rất là Nikolai á. Đúng rồi. Nikolai, chip. Rồi, mời em. Dạ, con tên là Thìn Bùi. Là tên Thìn. Là con rồng á. Năm nay con 21 tuổi. Đang là diễn viên và người mẫu tự do. Tại vì công việc của con nên là khi mà con gặp ảnh là nói chung là hai người làm việc cùng nhau luôn và phát triển cùng nhau. Nhưng mà tụi con gặp nhau là trong cái đội người mẫu đó hay là cơ duyên nào mà tụi con gặp được nhau? Dạ, một cái event chính xác hay sao? Luôn. Dạ là có một buổi hướng dẫn catwalk và con là được mời tới để hướng dẫn cho các bạn tay tập catwalk. Dạ thì đó cũng là cơ duyên. Các bạn Tây là nhiều bạn Tây hả? Dạ, từ các rồi. Nước lại hay là chỉ có nước Nga thôi? Dạ nhiều lắm, nhiều các nước lại. Thì lý do gì mà sao con lại quen với bạn này?
Dạ chắc là mới đầu á con cũng không muốn đi đâu. Ảnh cũng vậy nữa, ảnh là người tới trễ nhất cái buổi kết quốc đó luôn. Nhưng mà chắc là có lực hút hay sao á, con cũng nhận lời xong rồi tới đó. Xong rồi con nghĩ là ảnh có bạn gái rồi, bởi vì ảnh có đi theo một chị nữa, chị đó cũng là người Nga luôn và hai người rất là đẹp đôi. Thì con chỉ tới với lại cái vai trò là người hướng dẫn catwalk thôi. Thì nếu mà bạn đó đi sai hay cái gì đó thì con chỉ la thôi. Con cũng không có tình cảm với bạn đó nữa. Thì con nhìn cái vẻ ấn tượng lần đầu á thì cũng được được. Cũng handsome á. Mặt baby. Dạ. Có phải gu của con không? Chắc cũng chút chút. Chút chút. Dạ tại vì con cũng không có tiêu chuẩn nữa. Nên là con thấy đẹp trai con cũng khoái. Dạ xong rồi con thấy ảnh cao, ảnh cao 1m88 lận á. Đó cũng là một chiều cao lý tưởng. Thì hai người hướng dẫn qua lại xong rồi kết thúc cái buổi đó thôi. Nhưng mà sau đó thì con có chụp hình với lại cái chị Nga đó. Thì cái chị đó mới đăng lên mạng. Thì đó cũng là cái cơ duyên để ảnh kết bạn với con. Thì mới nói chuyện, mới hóa ra là à hai người đó không phải là người yêu với nhau. Thì con cũng thấy là có mình cơ hội. Dạ có cơ hội để tiếp cận. Thì rồi sau đó chút nữa kể. Dạ à, bây giờ phải hỏi Đức nè, cái lần đầu tiên mà the first time Đức nhìn, Đức gặp cô gái này thì Đức có ấn tượng gì về cô? Yes, I remember this day. It was model training. I remember so white teeth, really white teeth. I am blinding. I cannot see. Why? I never see white tooth, white teeth like this. Yeah. But actually, I look at her. How I need to walk on the catwalk. I look at her because she walks so beautiful and so confident. Yeah, I like it. So professional. Dạ, anh nói là cái ấn tượng đầu tiên gặp con á là con có hàm răng trắng quá. Lúc đó là con cũng mặc cái bộ đồ đen hết á. Thì khi mà nhìn vô con là có mỗi hàm răng con là trắng quá. Thì anh nói là anh nhìn con suốt luôn bởi vì con đi catwalk rất là tự tin và rất là đẹp. Thì con cũng có một cái bí mật mà muốn nói cho cô chú biết là con đã biết trước là sẽ gặp ảnh luôn. Bởi vì con mới vừa làm răng về luôn. Và khi mà làm răng liên quan đến vẻ đẹp của mình á, con hay đi coi bói. Thì lúc đó thì cái thầy bói mới nói là ờ, con nên làm răng đi, con làm xong á là con gặp được cái người á phù hợp với con lắm. Hai người rất là đẹp đôi luôn. Thì con cũng nghĩ là nửa tin nửa không thôi. Tại vì con muốn làm răng là con không biết là con có hợp hay không thôi. Nhưng mà khi mà làm răng xong á, là tới cái buổi kết quốc đó là gặp ảnh luôn. Mà ảnh lại ấn tượng cái răng mới ghê chứ. Dạ cái điều đó con mới biết không? Con mới suy nghĩ là ồ vậy là cái này là cơ duyên thiệt. Cái bà thầy coi đúng. Gọi là gì là duyên tiền định đó. Đó là thông qua cái hàm răng. Ngày giờ làm răng và coi như là nghe lời bà thầy. Bà thầy đó linh nữa nghe. Ừ không mà cũng đúng chứ bộ. Tại vì bạn này là bạn ấn tượng liền cái hàm răng. Rồi đến nụ cười. Thì đúng rồi. Liên quan đến vấn đề mà gọi là thiết kế nụ cười đó. Rồi bao lâu thì các bạn mới hẹn hò với nhau? Kể từ sau cái buổi gặp nhau lần đầu tiên. Chắc là nhanh lắm luôn á. Tại vì nói chuyện xong là ngày mai gặp liền luôn. Ảnh tại cũng... vì về là có Facebook đúng không? Dạ đúng rồi. Ảnh cũng mới vừa lên Sài Gòn. Tại vì ảnh làm ở Nha Trang. Thì cái ảnh lên ảnh mới nói là ảnh mới viện cớ là ờ, tôi không có biết gì về Việt Nam hết. Sài Gòn tôi không rành. Nói tiếng Việt luôn? À không, tiếng Anh. Thì con dịch ra như vậy. Thì bạn có thể chỉ cho tôi Sài Gòn có gì đặc sắc không? Thì con mới, con là Sài Gòn chính gốc luôn, con biết rất nhiều chỗ. Con nói là vậy thôi, mai gặp luôn đi, tôi sẽ chỉ cho bạn. Rồi mai, cái ảnh chạy cái chiếc xe tay cũ. Do you understand what I say? Okay. Đức có nói được tiếng Việt không? Đức nói đi dễ thương lắm. Can you speak Vietnamese a little bit? Maybe cute. Try. Đức có nhớ chiếc xe máy lúc đó không? Do you remember motorbike you use? I know only Vietnam. Vietnamese. Nói Việt Nam. You speak Vietnamese. Nói bằng tiếng Việt Nam. Okay. What I need to say? Xe. Maybe xe. Just hello. Đẹp. Chào. Xin chào. Đẹp quá.
I know my girlfriend in Bui say so many times, kì vậy? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Kì vậy? Tức là bạn chỉ biết được một vài từ thôi đúng không? Dạ. Cái câu thì chưa biết nhiều lắm. Bạn có hiểu nhưng mà bạn sẽ không có nói dài dòng được. Tiếng Việt mình khó lắm, dạ, em ơi, rất khó luôn. Bạn đang cố gắng học. Dạ. Rồi, cái lúc đó là anh chạy một chiếc xe cổ hả? Dạ, cái xe... Chiếc Vespa sao? Suzuki. Suzuki cổ, rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi lúc phải, đó phải, tới chở em. Dạ, phải đạp mới lên máy, mới vô ra lên được. Thì ảnh mới tới gặp con thì ảnh... Lúc đó em gặp ảnh thì em thấy sao? Cái dạ, quay... rất là ngầu luôn, tại vì nhìn cổ á. Dạ, ảnh mặc đồ khá là đơn giản và chạy cái xe thì ảnh cũng cao á, nên là nhìn cũng khá là ấn tượng. Cảm tình hơn nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, sao nữa nè? Dạ, thì lúc mà con lên xe á, thì ảnh mới kêu là ôm ảnh đi. Con mới nghĩ là ủa sao người nước ngoài dễ dãi quá vậy? Con không có dễ dãi như vậy, con mới nói là no, thank you, no. Thì ảnh mới đạp số, vô ga thiệt mạnh luôn, là con xém té luôn, là con quán tính, con chỉ biết ôm ảnh thôi. Trời, con mới tim đập thình thịch luôn. Con mới nghĩ là you have plan, ảnh có kế hoạch. Có kế hoạch đó. Cố tình đúng không? Are you okay? Because my bike so crazy sometimes. Yeah, it's not my plan, it's not my plan. I don't believe it. Tức là ổng nói cái xe của ổng nó crazy, nó điên khùng khùng vậy thôi chứ ổng không có kế hoạch, nhưng mà chị không có tin. Chị chắc chắn con trai Việt Nam cũng vậy đó. You're the same, giờ là Việt Nam. Cái gì nữa? Vietnamese man. She have plan the same you. Oh. Motorcycle. His motorcycle. Oh. Yes. No. His no. wife. Oh. Job up ôm. Hiểu chưa? Oh, it's đó. Cool. You don't believe. Yeah, you don't believe her. Yeah. I understand. Yeah. I understand you. Rồi yeah. Sao nữa nè? Tại vì bây giờ con thấy ảnh cũng chạy cái xe đó nhưng mà nó đâu có bị đúng không? Đâu có bị đâu. Sao cái lần đầu quá mạnh vậy ta? Là trời xui đất khiến thôi. Dạ. Khiến thôi. Dạ. Khiến gì kế hoạch rõ ràng. Em cũng hồi đó em cua vợ em cũng vậy. Em cứ lựa ổ gà em phóng vô rồi em rồ máy liền để cho người ta phải ôm em. Không phải nó khiến đó chị ơi, khiến cái gì? Đó. Rồi sao cái bữa đó là đi đâu nè? Dạ, đi vòng vòng Sài Gòn. À. Nhưng mà với cái lúc đó là con là cái tâm trạng của con là bây giờ sẽ đi đây, con sẽ chỉ ảnh. Nhưng mà ngược lại tự nhiên cái ảnh dẫn đường, cái ảnh chỉ con, cái mới nói là tôi đi ở đây rồi nè, tôi làm ở đây rồi nè, quá trời chỗ luôn. Con mới kêu là như ông biết hết á, phải không? Đúng rồi, thì ảnh là hướng dẫn viên du lịch 4 năm ở đây rồi, mà ông làm bộ làm tịch bởi có plan hết thì cô nghĩ là có plan hết rồi. Đúng rồi. Thì con mới khá là bất ngờ, ủa tại sao anh biết hết mà anh còn hỏi em nữa, mà anh còn nói lịch sử Việt Nam còn rành hơn em nữa. Ảnh rất là ngưỡng mộ người Việt Nam thời đó, nên là ảnh nói với cái cảm xúc rất là dâng trào luôn. Ảnh xong rồi con cũng thấy wow, có một người á mà rất là thích lịch sử Việt Nam của mình mà lại hướng dẫn mình như vậy nữa, là giống như là người ta quan tâm đến cái việc mà trao dồi kinh nghiệm, chứ không phải là dẫn mình đi chơi mấy cái chỗ mà câu lạc bộ này nọ không. Thì cũng có gặp nhau được hơn 2 tiếng thôi. Cái thời gian đó không biết là nó có dài không, nhưng mà ảnh mới nói là ôi bây giờ gần 9 giờ rồi, trễ quá rồi, anh phải đi về. Còn nếu mà em muốn gặp anh nữa thì ngày mai mình gặp tiếp. Đó, nếu mà một ngày dài mà mình gặp nhau lâu quá thì chắc chắn là con nghĩ là thôi chắc là lâu lâu mình gặp một lần. Không, tự nhiên ảnh nói câu đó là ảnh là em biết, là con biết là à ngày mai muốn gặp nữa đúng không? Ok, thì thôi ngày mai gặp tiếp. Dạ. Rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Là dạ. Bồ đó. Đã. Con cũng khá là bất ngờ là cái thời gian á khi mà tìm hiểu nhau rồi tới với nhau nó đều là tự nhiên hết luôn. Lâu lâu con lại hỏi là ủa tại sao ảnh không hỏi là có muốn làm bạn gái anh không? Ảnh không hỏi gì hết. Tất cả mọi thứ là tự nhiên tới, xong yêu nhau. Rồi từ từ qua chơi vài ngày, cái từ từ cái dọn đồ qua ở luôn. Ai dọn đồ qua? Con dọn qua ở, tại vì lâu lâu cái qua, xong rồi đem một hai bộ đồ, cái xong rồi từ từ cái con thấy, ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà ảnh hết trơn à? Thì tại vì con từ từ con dọn qua, cái xong con mới nói, mình không có biết thời gian mình quen nhau là khi nào luôn. Thì ảnh mới nói với con nè, ảnh thấy cái điều chắc chắn ở cả hai rồi,
và anh thấy điều đó rất là tự nhiên luôn. Anh không muốn hỏi bởi vì người nước ngoài á, họ thấy chắc chắn thì họ sẽ coi người đó là quan trọng luôn. Còn chỉ có người nào mà không chắc chắn mới hỏi thôi. Thì con cũng thấy lạ, mà thôi đúng thiệt là mình cũng đã mở lòng với ảnh rồi. Và từ từ mình cảm thấy hai người cũng hợp. Nên là không có ngày kỷ niệm, nhưng mà tụi con đối với nhau là mỗi ngày trôi qua thì cũng là ngày kỷ niệm, ngày hạnh phúc rồi. Coi như là tụi con đến với nhau nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên. Nó giống như là mọi thứ nó sắp đặt an bài hết rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Đức, ông hỏi Đức chút xíu nè. Đức, you talk about Vietnam food. Do you like Vietnam history? Yeah. Oh, about Vietnam food? Yes, I had I have one story about the first date. Thinh Bui, she decided to cook for me something. Con nấu hả? Con nấu cho cho. Yeah, dinner, dinner. And she asked me what I like. And I say my favorite Vietnamese food, pho gà. Gà. Yeah. Phở gà. Soup, phở gà, soup noodles. Yeah. Why is so funny? Because she never cooked before pho gà. Phở gà. For her it's really challenge because need so many ingredients. And we go together to the supermarket and buy so many ingredients. But later, I like it. Yeah, so delicious. She can cook. Yeah. It's for me, I mean, for men, it's so important when a girl can cook. But most important, when girl can try and study, because she don't know, it's so important, but she try and study. Dạ, ảnh nói là ảnh rất là thích ăn phở gà. Thì con có ngỏ lời là muốn nấu cho ảnh món Việt. Thì mới đầu là con định nấu nuôi sườn rau củ thôi, tại vì bố con có dạy con làm cái món đó. Thì tự nhiên hai tụi con đang đi siêu thị, cái ảnh mới nói là không thịt heo, không. Ảnh chỉ thích ăn thịt gà thôi. Ảnh mới nói là tôi rất là thích ăn phở gà. Thì con mới không biết nấu. Không biết nấu. Chết đàn rồi. Ba đâu có dạy đúng không? Tự nhiên cái mình lại nói là mình biết nấu mọi thứ luôn, mà cái ảnh chuyển vào đúng cái món truyền thống mà Việt Nam mình là phở là phải. Ảnh rất là thích cái món đó và thường xuyên ăn cái món đó luôn. Nhưng mà con cũng tự tin lắm, con nói là dễ ẹt, trời ơi quá dễ luôn, bây giờ em rất là bận rộn đi tìm mấy cái nguyên liệu mua á, nên là anh đợi em xíu nha. Thì con mới mở cái điện thoại ra, con search Google để là những nguyên liệu làm phở gà, cái gì đó. Để đi mua. Con run mà con chảy mồ hôi đầm đìa luôn, nhưng mà ở trong siêu thị là có đủ hết nên cũng yên tâm. Con mua hết tất cả mọi thứ xong rồi đi về nhà ảnh, thì con mới nói công thức gia truyền, anh lên phòng khách ngồi đi. Em phải chú tâm làm mới mới ngon được. Thì anh lên phòng khách ngồi, mở Google cái tiếp. Con lên con mở Google tiếp, nhưng mà bây giờ là YouTube cũng có nhiều cách nấu á, nên là cũng dễ với con. Thì con cũng coi xong mà nấu từng bước từng bước. Mà con cũng là người rất là khó ăn, nên là cuối cùng cũng ra một tô phở gà hôm mà đậm đặc luôn, đặc biệt luôn, ngon lành luôn. Dạ. Mà bạn thích ăn chả giò không? Chả giò ảnh cũng khó ăn lắm. Vậy mấy cái đó thì ảnh chưa có thử. Nước mắm có biết ăn không? Không luôn. Quen người nước ngoài á là có một cái khó khăn nhất á là trong việc ăn uống. Ảnh không ăn thịt heo, hạn chế thịt bò, không ăn nước mắm, mắm tôm hay là các mà thức ăn nặng mùi. Chỉ đặc biệt thích là rau củ thôi, mà nhất là những cái rau củ mà ảnh hay ăn thôi. Không bỏ đường, không nêm quá mặn. Rất là gọi là cái healthy đó, quá healthy luôn á. Ảnh rất là quan trọng sức khỏe, nên là ảnh là người mẫu nữa mà. Dạ đúng rồi, ảnh nói là ăn thịt động vật á thì nó bị stress. Nên là ảnh không muốn ăn nhiều. Có thì cũng lâu lâu ăn thịt gà, đó là phở gà ảnh thích. Thì từ khi quen ảnh thì con cũng khá thay là thay đổi nhiều đúng không? Khá là khó chịu cái việc đó. Tại vì con là người Việt, con ăn món Việt quen rồi, mà người Việt của mình á lại có nhiều cái cách nấu mặn ngọt, nhiều mà nêm miền nếm nữa. Chủ yếu là gia vị đó. Dạ đúng đó, rồi. Đúng không? Dạ. Nhờ gì con có lén đi ra ngoài ăn với bạn bè đồ này kia không?
Dạ không luôn, tại vì con ở với ảnh luôn nên là ăn uống chung với nhau nên là con coi như là con bị quen rồi, đúng không? Con sống ở Việt Nam mà con không được ăn đồ đúng nghĩa Việt Nam luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, có thì những cái món như là bò kho, phở gà thì con hay nấu, nhưng mà những cái món mà liên quan đến thịt heo, nước mắm là con không nấu là luôn. Con không được ăn luôn, dạ, đó ví dụ như bún đậu mắm tôm là vĩnh viễn con không bao giờ được ăn nữa, bỏ nó luôn đúng không? Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà bây giờ kể từ cái việc trong cái món ăn của con thay đổi, vậy thì trong cái đời sống của con có thay đổi kể từ khi con về sống chung với anh không? Dạ phải nói là thay đổi chóng mặt luôn, hoàn toàn luôn, từ ăn uống cho tới cách sinh hoạt nữa. Tại vì khi mà mình đã quyết định quen người nước ngoài rồi thì họ sống rất là nguyên tắc, dạ đều có luật lệ hết. Nhưng mà những cái luật lệ đó khi mà con sống chung á, con lại thấy là hình như là rất là tốt cho bản thân mình, với lại nó giúp mình trong sức khỏe rồi trong cái tinh thần, rồi nói chung là có nhiều sự tích cực làm việc ổn hơn á, thì con cũng từ từ thay đổi quen thay luôn. Thay đổi luôn. Dạ. Nay là hai đứa sống nhau được mấy bao lâu rồi? Dạ hơn một năm thôi. Cũng mới nhưng mà thật sự là con rất là nể ảnh, bởi vì con là một người khá là hòa đồng nên là hay thích đi chơi, ăn diện rồi cà phê với bạn bè chụp hình. Nhưng mà từ khi quen ảnh là con ở nhà, con giống như là trở thành một người vợ, một người nội trợ thật sự luôn, nhưng mà con còn trẻ quá mà. Tự nhiên cái sáng thì 6-7 giờ sáng dậy là cùng ảnh tập thể dục, rồi đọc sách, rồi học thêm tiếng Anh. Rồi nói chung là đợt dịch 4 tháng vừa rồi á, nếu mà cặp vợ chồng á, mà ở chung lâu với nhau hoặc là bên cạnh nhau 24/24 á, thì sẽ lòi ra rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà ảnh cho con mỗi ngày mỗi cái thú vị khác nhau. Giống như mới tối hôm qua luôn là trời đang mưa, nói chung là không có lớn, anh muốn chạy bộ, em phải chạy bộ với anh một tiếng đồng hồ, chạy bộ ngoài mưa vậy đó. Xong rồi cái lên sông hơi, có hồ bơi nữa, thì khoảng từng 45 phút, ảnh nói là trong cái thời gian mà giống như là nó khắc nghiệt á, nó mưa dạng ít người chạy, nhưng mà mình chạy xong á, tự nhiên mình hạnh phúc, bởi vì mình vượt qua được điều đó. Xong rồi ảnh có cái thói quen là cứ hễ 10 phút sông hơi là phải chạy nhảy xuống hồ bơi liền 10 phút nữa. Rồi xong lại lên, lại vô cái phòng giống hơi, nóng là nóng luôn, và lạnh là lạnh luôn. Thì anh có nói là ở bên Nga là người ta, khi mà người ta hoạt động như vậy á, người ta rất là sợ vì mình, sợ mình không có vượt qua được á. Người ta hay lo lắng, nhưng mà khi mà người ta vượt qua được rồi thì mình lại cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. German, you say when you live in Russia, someone really like hot and then change cold. Right, you like sauna 10 minutes and then you change one swimming pool 10 minutes, right? Yeah, yes. It's so popular activity in winter. First need sauna, maybe 20 minutes. And after you go swimming winter, but so cold, ice. Yeah. For healthy. Yeah. And after you're so happy, so comfortable. Because first hot, after so cold, and your body comfortable. Look, you live here for 4 years. Yes, around 4 years. 4 years. Yeah. You miss your parent. Sorry. You miss your parent. Parents. Mm-hmm. Yes, of course. But my mother 2 years ago come to Vietnam, and she live it in Nha Trang. Nha Trang. Yeah, and we met so many times when I worked in tourism. Yeah, but now, I wanna meet with my parents. Maybe soon we go with my girlfriend in Bui to the Russia. Yeah, and I am introduced to my parents. Tụi con có định là về Nga ở không hay là ở đây? Bạn này là bạn ở thành phố nào? Dạ chắc là phải hỏi ảnh, là không nhớ rõ là where you live in Russia, what's the name city? Siberia. Siberia. Do you know Moscow? Around 5 hours
by plane 5 hours. Năm tiếng đồng hồ. From Moscow to my home 5 hours. Ủa như vậy là tụi em là đã đăng ký kết hôn rồi. Dạ đúng rồi, đang trong quá trình làm giấy kết hôn, tại vì ảnh là người nước ngoài á, nên là có nhiều trục trặc mình cũng phải đợi nữa. Nhưng mà em ảnh đã ra mắt bên gia đình em chưa? Dạ rồi. Xong hết dạ, em cũng là... vậy luôn. Dạ, nói chung bây giờ là chỉ kẹt cái đám cưới thôi. Đúng dạ không? Đúng rồi. Là vì tại vì dịch. Dạ đúng rồi. Là dạ. Hai đứa là định ở đây có định là qua Nga sống không? Tụi con cũng không biết tương lai như thế nào nữa. Nói chung là thuận theo tự nhiên thôi. Nếu mà sống ở đây được á thì tụi con tiếp tục, còn không thì tụi con có thể di chuyển qua. Nhưng mà bố mẹ có đồng ý, bố mẹ của Đức á có đồng ý cho Đức gọi là phát triển ở đây không? Dạ có, tại vì người nước ngoài họ thoải mái lắm. Cái đó là dấu quyết định ở bản thân thôi, chứ không có khó khăn gì hết. Dạ. Rồi thôi bây giờ tới cái phần kia đi. Sao chị ơi, em thấy nó bất ổn quá chị. Tại nãy giờ thấy Thịnh á, thấy Thiền á, toàn là khen Đức không. Thì đó, bởi vậy bây giờ mới hỏi nè. Càng ngày lúc ở với anh nó càng thấy rất là thích. Cái gì cũng tốt hết trơn hết trọi. Rồi về là anh này có tật xấu gì không? Dạ cũng có, nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì cũng không hoàn toàn nữa. Mà bây giờ con muốn chuyển qua là cái tật nó lạ lùng. Lạ lùng đi. Là anh này á, nhìn thì 26 tuổi nhìn chững chạc lắm nha, nhưng mà khi mà về nhà rồi thì như một em bé vậy đó, như con nít vậy đó. Không, cái mặt cũng như nít vậy đó. Dạ đúng rồi, thì ở ngoài thì cũng tỏ vẻ là lãm, nhưng mà khi mà về nhà cái là giống như là con là chị để chăm em vậy đó. Thí dụ đi em thí dụ điển hình đi. Điển hình chắc là con sẽ hỏi ảnh để cho ảnh diễn tả luôn. Nếu mà ảnh không ngại, giống như là bây giờ mỗi lần mà con hung ảnh vậy đó, thì how did you react when I kissed you? Sometimes I'm cry. Can you react? But it's cry because I'm happy. Tự nhiên cái hung ảnh, cái ảnh miếu máu xong ảnh tự nhiên like cái con like it, yes. Dạ xong mà lúc mà đòi ăn á thì chỉ vô bụng, hey, when I eat, hey, when I eat. Cái giọng á không còn như vậy nữa, mà tự nhiên chuyển thành một con nít luôn. Sao reaction? Example. Actually yes. But when we go to market and in Bui so many times, can you buy for me? I want to eat like this. Can you buy for me coconut, chocolate? And empty, you? Empty. And you? Yes, but I'm at home, at home. And when you react, can you react when you hungry? Oh, I want to eat. Yeah. Xong rồi yeah, it's so funny. So funny. Dạ, đúng rồi, tại like vì it. Khi mà nói chuyện với nhau á là không có nói chuyện bình thường nữa, mà tất cả mọi thứ luôn lúc nào cũng vậy hết, là bắt đầu chuyển thành giọng con nít luôn. Nhưng mà con lại thích, bởi vì chỉ có khi yêu thôi là người ta sẽ bộc lộ hết cái cảm xúc của người ta, có thể là người ta muốn mình trẻ hoài. Dạ thì lúc nào cũng nói cái giọng đó hết, nhưng mà con thấy dễ thương. Dạ với lại mình được làm chị. Dạ, không gì lạ lùng nữa không? Dạ có. Chồng là... có ghen không? Có. Trời ghen lắm một hả? Lần ghen mà em cảm thấy như là tại sao anh lại suy nghĩ nhiều quá? Tại vì lúc đó là bạn của em có rep story em là nhìn sexy quá. Thì ảnh em để điện thoại ở đó thôi, thì bạn em rep thì ảnh nhìn thấy ảnh mới im lặng. Thì em cũng nghĩ là bạn em trả lời thì thôi, tối hôm đó cũng đi ngủ. Xong tự nhiên cái ảnh lén lấy điện thoại em, bởi vì điện thoại của cả hai là đều biết password hết, không có che giấu gì hết. Thì ảnh mới lấy. Thì thà như người ta thì mình đi ra chỗ khác mình ngồi, thì mình muốn kiểm tra thì kiểm tra. Không, em đang ngủ, cái màn hình sáng trưng để trước mặt em luôn. Cái xong em bị nhói mắt quá, em mới mở mắt dậy. Thì mới thấy, ủa tại sao anh cầm điện thoại của em? Xong mày em mới thấy ảnh dịch, xài Google dịch. Thì ảnh mới dịch cái câu đó ra, thì mới nói là tại sao em lại lén lút anh nói chuyện với một người như vậy, em muốn cái gì? Thì em mới nói là tại sao cái lúc mà anh thấy cái tin nhắn đó anh không nói chuyện với em luôn đi. Ảnh mới nói là thì tại vì anh không có biết chuyện gì xảy ra, nên là thôi, anh không muốn gây nhau. Nhưng mà ảnh vẫn hiểu lầm em, bởi vì cái đó cũng như là một cái lời khen, nhưng mà tại vì nhìn hơi chào mời xíu đó, hơi có tính chất riêng tư xíu đó. Thì em nói là anh không tin em á thì em sẽ nhắn tin ảnh hỏi bây giờ liền, ảnh còn online kìa. Là em nói là anh ơi, anh bạn trai em đang ghen nè. Xong mà ảnh mới nói là trời ơi, em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó.
when you jealous or when you saw someone read my story, you look so sexy. You remember? Yeah. But he like you, not like me. Okay. Okay. I got it. You chose. Like you, not like her. Beautiful. Chỉ là cái chuyện đó thôi đúng không? Đúng thôi, coi như là chỉ có một cái tật là ghen thôi. Ừ. Còn nhưng cái gì cũng dễ thương, cũng đáng yêu hết. Chứ em, trời ơi, vợ xinh như thế nào cũng không ghen sao được. Vợ xinh mà đẹp mà giỏi như vậy là phải ghen thôi. Bây giờ cưng hỏi đi, cưng hỏi Đức đi. Nói bây giờ em có cái tật xấu gì? Kể đi. Okay, what do you dislike me when we live together? Or maybe I'm jealous? Or maybe something? Okay. Usually it relate with food. Yeah, because sometimes she eat Vietnamese food with strong smell. Strong smell là bánh chả, bánh tráng trộn, bánh tráng trộn, bánh tráng trộn. Món đó là món khoái khẩu của các chị. Oh my god! It's so hard for me. I don't understand. She likes to add so many sugar everywhere. Every time I say chup chup sugar, chup chup, but so many every time. Coffee, tea, food. You don't like sugar? A little bit. Mm. Sometimes. Mm-hmm. Not every day. Mm-hmm. And when you remember, I'm jealous. When maybe you talk to another girl or you look picture another girl, and how I feel, you remember? Yes. sometimes I scroll Facebook or and some girl, and I just text with my friend. Mm. And she pay attention, and who is it? Why you text with her? But I say it's just my friend. We worked before together. Em ghen luôn. Vậy là con cũng ghen hả? Đúng không? Dạ. Con cũng ghen. Trời thần đất lỡ chứ đâu có thua gì ai. And when we dispute, misunderstanding, she gets angry. She starts speak Vietnamese. A lot, but I don't understand. But blah 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 blah. actually, I am really like because it's so cute. And after she gets angry more. Điên hơn. Dạ. Tại con nói tiếng Việt nhiều quá. Là gây lộn mà nghe tiếng Việt không? Dạ đúng rồi. Cái bất đồng ngôn ngữ là cũng từ đó luôn. Là khi mà mình giận dữ á, mình không có bộc lộ hết được tiếng Anh. Tiếng Việt nó làm cho mình giải tỏa được cơn giận á. Thì con hay nói tiếng Việt lắm. Xong rồi con nói hồi cái ảnh nhái lại. Ảnh nhái, how did you react when I speak too much Vietnamese? You remember when I talking? Yes, I say oh my donut. Some words. I remember around 5 words. Ki ai, tai oi, sao. And Homa. Dễ thương ha. Rồi giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì không? Dạ. Thì nếu mà nói về thay đổi thì tại vì ảnh có nhiều nguyên tắc mà tụi con có nói chuyện với nhau ngay từ đầu khi mà ở chung với nhau rồi á, nên là tụi con thay đổi luôn qua ngày hôm sau. Ảnh là cung Bạch Dương, là thích tạo bất ngờ, còn con là xử nữ là linh hoạt thay đổi được. Nên là con cũng thấy đúng. Tại vì ảnh nói ra ảnh không thích thì con sẽ thay đổi, giống như con ngược lại luôn. Thì thay đổi nhanh lắm. Tụi con không có muốn bị bất đồng về văn hóa nữa đâu. Tại vì hai người đã biết là hai văn hóa khác nhau thì rất là khó trong cái việc mà sống chung. Nên là nếu mà nói thì con thích ảnh hiện tại. Và con không cần thay đổi gì hết. Anh perfect quá rồi. Thay đổi gì nữa đúng không? Dạ có những cái tật xấu hoặc là tật lạ lùng. Nhưng mà con yêu rồi. Đáng yêu. Dạ con cảm thấy nó trở thành cái điều đáng yêu luôn. Gia vị cuộc sống luôn. Đáng yêu á. Gia vị cuộc sống luôn đó em. Dạ. Rồi vậy giờ con hỏi đi. Con nói Đức là muốn con thay đổi điều gì không? Do you want I change something?
Actually, no. I like her personality. Mm. Okay. Yeah. She changed, I think, enough for me. So comfortable, and I love her. Who is she? I love her. Yeah. Okay. Vậy thôi. Giờ chương trình chỉ biết chúc tụi con là sẽ hạnh phúc hơn như vậy nữa. Tụi con muốn có em bé chưa? Dạ, con cũng chưa có nghĩ tới từ đó là tại vì hai tụi con đang muốn phát triển sự nghiệp cùng nhau á, nên là cũng muốn tập trung công việc trước. Đúng rồi, biết còn nhỏ mà, con còn nhỏ lắm, chưa cần thiết. Đúng không nè, thôi tụi con cứ enjoy cái cuộc sống này đi, enjoy cái hạnh phúc này đi nha. Chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc, cũng may mắn. Good luck for you. Kết hợp với nhau thực hiện một cái dự án gì đó chung, chẳng hạn như là thực hiện một cái trường đào tạo người mẫu chẳng hạn. Dạ. Anh sẽ gửi con anh đi học. Dạ. Rồi, xin cảm ơn các em. Thank you very much. Xin cảm ơn. Bye bye.